Kính thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Bộ Y tế cho biết Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ghi nhận đánh giá Việt Nam có chiến lược sử dụng vaccine phù hợp là quốc gia đi sau nhưng về trước trong tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 vào hàng cao nhất trên thế giới. Được biết, Việt Nam là một trong những nước triển khai tiêm vaccine COVID-19 với quy mô rộng rãi, nhiều đối tượng, nhiều mũi tiêm sử dụng đa dạng các loại vaccine và là quốc gia có số liều vaccine sử dụng, tỷ lệ bao phủ vaccine cao, tốc độ tiêm chủng nhanh so với các nước trên thế giới. Theo đó, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên trong tổng số dân cao gấp đôi tỷ lệ trung bình trên thế giới. Tỷ lệ tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cao hơn một số quốc gia phát triển.